Đây là quán cơm ở núi Sập. Đó, hai chồng tới đến đây, đến núi Sập đây có những món. Quán cơm này tên gì chị? Quán cơm Chín Lẩu. Chín Lẩu ở núi Sập. Chị giới thiệu món ăn được không chị? Dạ được. Chị giới thiệu giùm em cái đi. Cái đó là vịt sầu gần. Đây là vịt sầu gần. Cái này là thịt kho trứng. Rồi. Này là cá rô kho tiêu. Rồi. Cá sa ba kho khóm. Rồi. Cá hường muối xả ớt chiên. Rồi. Cá lòng tông kho ba gợi đây. Còn cái này là thịt sốt nước mắm. Rồi. Này là cà tím nướng. Đây là chủ quán. Đó. Bán giờ bảo nu. Đó, đây là cá xào xả. Cá hường chiên, cá hường chiên, cá này cá sa ba này. Rồi. Cá chiên. Đó, nếu các bạn ghé núi Sập thì đến quán này rất là ngon, thấy là sạch sẽ, đẹp. Cái này ngon nè, dưa muối nè. Cái này dưa muối núi Sập. Đó. Đây là quán cá. Đặc sản của núi Sập. Ở đâu? Châu Đốc. Dạ, dạ, Châu Đốc tới. Đây, cái này là đặc sản rồi. Cái đây là đặc sản của núi Sập. Dưa muối. Dưa muối, bà chủ bà nói. Đó là bà chủ bà nói là dưa muối. Đó. Đó, có ai ghé núi Sập thì ghé quán này. Thấy sạch sẽ. Mà cũng ngon. Đây, ăn cơm núi Sập. Toàn cơm núi Sập. Có cá lòng tâm, có canh chua, này cá bự, cơm. Đây, cái này là thịt chiên ha. Này canh chua, này cá biển. Cái này là cái gì chị ạ? À, cá lòng tâm kho. Cá lòng tâm kho. Coi như ngon lắm đó. Hả? Chúc. Dưa mắm đặc sản của núi Sập. Em ăn thử thôi. Canh chua cá lóc. Mày ngon các bạn ơi. Hả? Hello. 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 Tài. Tài hạt máy chim nè. Máy hạt máy chim. Cái trang được rồi. Bà thật ăn cơm nè. Ngon lắm. Con ngon tài dính vô. Đây là dừa mắm đặc sản của Quý Sập. Em ăn thử rồi. Ngon lắm. Quá ngon. Chiên, cá chua, cá lóc. Vừa ăn vừa nghe nhạc sống.
Cái này ngon lắm ở Ni Sập này. Ta có giao hàng luôn, ai đặt thì người ta giao luôn. Đó cái ông kia ông đang ông gọi ông đang để lấy cơm đi giao cho khách hàng ở ngân hàng. Ông làm cũng hợp hợp với cả ông giao cho người ta. Nếu các bạn coi ghế núi Sập rồi ghế đây ăn này thấy ngon lắm, hấp dẫn, sạch sẽ lắm, giá cả cũng coi như là bình dân. Chưa từng thấy vợ tôi ăn như vậy. Từ lâm nè ở bếp á, con tê ẩm nè ở bếp á.
Lần đầu tiên thấy vợ mình ăn hết sạch luôn, thấy không? Thức ăn đấy ngon lắm. Nếu bạn nào đến ghé núi Sập thì đến quán ăn Chín Lẩu. Nó ở gần chợ núi Sập đó. Thấy không? Ăn hết rồi, không còn gì luôn. Cơm cũng hết rồi. Kho, kho cá, cá bể. Cần chùa, các kho đó, hết, ăn hết sạch. Mình rất là hài lòng quán này. Lần đầu tiên dẫn vợ mình đi du lịch mà ăn được cái, gặp được cái quán như thế này là quá hấp dẫn này. Cơm Chín Lẩu mình ăn vừa nãy là giá tiền khoảng 100.000, đó rất là ngon, rất là hấp dẫn. Nếu bạn nào đến ghé đây thì cứ đến ăn Chín Lẩu ở đây, các bạn yên tâm, đồ ăn sạch ngon. Hãy subscribe.